giống như là cái small forest á. Thì dù ở đây giống như là người ta hồi trước nó là rừng, nhưng mà kiểu như bây giờ thì người ta vẫn giữ lại một cái phần, tức là một cái khu nhỏ như vậy á. Chỗ này là bắt đầu cái cổng đi vô nè. Thường á, người ta sẽ đi dạo, với lại người ta dắt chó đi dạo rất là nhiều. Cái công viên nó rất là bự luôn á, mà nó lại sạch nữa. Trời này nó mới bị mưa xong á, nó mới nắng lên lại, nên là cái đường nó ướt á. Người nào đi cũng mang con Raffa theo. Một cái cây rất là bự. Chủ yếu mấy cái cây ở đây á toàn là mấy cây bự thôi. Cái chỗ này rất là rộng. Mình không biết là mùa hè thì người ta có tới đây để tổ chức picnic được không. Con đường đi vô này, chắc mà từ cái chỗ mà ngoài đường mà đi vô trong á thì khoảng một cây chúng ta, chắc gần khoảng một cây á là bắt đầu hết cái con đường làm này. Nó chỉ là cái đường đất mà giống như tự đi để tạo thành lối thôi. Khúc này là bắt đầu đi vô trong rừng rồi nè các bạn. Không có cái đường mà giống như gọi là đường nhựa nữa, mà nó là cái đường đất á. Nó sẽ có hai lối đi. Hai lối đi thì mình không biết là người ta có đi lối kia không, nhưng mà thường á mình đi thì mình thấy là nhà bạn mình hay đi cái lối này. Nó có rất nhiều cái con đường mà nhỏ á, giống như do người ta đi á mà tạo thành. Còn con đường này chắc là cái đường chính này. Could the people come here to do the picnic in the summer? Yeah, in the summer people sometimes bring a picnic and a blanket and then just sit on the grass and then yeah, just eat on the grass. Thì cái chỗ này á vào mùa hè nếu mà nó không có mưa thì mà mọi người sẽ thường giống như là ra đây rồi đi picnic á, thì sẽ mang một cái miếng giống như là miếng vải mỏng hoặc là cái chăn mỏng á, chạy ra đây xong rồi ngồi đây rồi tổ chức picnic thôi. What do you think of people that grow the grass here? Grow the grass? Yeah, this one. All the people, they make it because it look quite nice. No, it just grows. They grow Surely it? They have to cut it. Cái chỗ này thì chắc là cũng có người ta chăm sóc, người ta cắt nên là cỏ nó mới mọc như vậy. I just wonder if the people have the people they work for the forest. The local council. The local council. Yeah, so some people from the local council will still have to come and then try to keep the woods clean and tidy. So like if there was a tree that got damaged and it needs to be cut down, the council will sort of pay someone to then come and do it. Bạn mình nói là ở đây thì vẫn có cái giống như là cái chỗ này á thì có cái người mà người của nhà nước, người địa phương á, thì người ta cũng sẽ cử người tới đây để dọn dẹp kiểu như là cắt cỏ nè, hoặc là trong rừng nếu mà có cái cây. If have the tree they own and then they become to damage, they die. And this is the big tree. What the people will take it out or they just leave it there? Yeah, I'm not sure. Maybe they still could leave it. And then it will become there. Bắt đầu thấy mệt quá. Mới đi có một đoạn à, mà đi ở đây á, người ta đi bộ nhanh lắm, mình toàn người chạy theo thôi. Nên là mình đang đi chậm chậm xíu để mình quay xung quanh cho các bạn coi. Tự nhiên lúc nãy thì mưa lặn ơi là lặn, xong rồi bây giờ thì lại nắng lên nóng ơi là nóng. Trong khi mặc không mặc áo len thì sợ lạnh. Bây giờ mặc áo len xong rồi đi bộ nữa, nóng dã man. Bình thường á, bọn mình sẽ đi kiểu như là đi xuyên vào trong rừng luôn á, đi qua rừng luôn. Nhưng mà tại vì hôm nay hình như là do mưa. Why we not come inside today? Don't know. Just choose to go on this bit instead. I think because it was raining, sometimes in the forest it can be a little bit muddy. So we just plan to go on this bit so it's more dry. Thì bạn, tại vì bình thường á, đi vào trong đây thì sẽ đi xuyên rừng luôn.
đi xuyên qua, giống như là đi vào trong luôn á, chứ không phải là đi vào cái khúc, cái bãi rộng như vậy đâu. Nhưng mà tại vì hôm nay bạn mình nói là mưa thì sợ là đi vào trong rừng thì nó bị giống như là bị ướt. Lần trước lúc mà đi thì lại đi vào phía trong á, mình lại không biết là nó có cái khu mà rộng lớn như thế này. Nghĩa là cái khu rìa bên ngoài mà không có cây cối á. Lần trước thì không đi nên mình không biết. Này nó khá là rộng luôn á, mà hôm nay cũng không có đông lắm tại vì mưa. Chứ bình thường á là rất là đông luôn. Cứ đi ra rồi lại gặp người đi vô. Rất là rộng. Khúc này là bắt đầu cũng đi vô trong một xíu này, nhưng mà nó vẫn là ở phía bên ngoài rìa. Oh, trời ơi, cái đường nó kiểu toàn đường đất mà lại còn mưa nữa, cho nên là nó sẽ giống như là bùn nhiều á thì có thể sẽ bị trơn. Jay, this one is just still the edge of the forest, right? This is not inside. Yeah, the edge of the forest. Yeah, the edge of the forest. Chỗ này nó chó kìa. Nó mưa cho nên là có gió, là bắt đầu mấy cái tán cây nó bị rụng nước xuống. Với lại lúc mà nó mưa thì nó có nhiều cái con, cái con gì ra không biết, có phải có con mối không nữa. Where's Rafa? Bình thường đi á, lần trước mọi người mãi đi nói chuyện thế là không có coi cái con Rafa kia kìa. Thế là nó tự đi theo cái đường của nó, xong rồi gọi cũng không trả lời luôn. Bình thường gọi là sẽ kêu, mà không biết nó đi một cái đường khác, xong bắt đầu nó không có nói. Thì thế là mọi người phải chia nhau đi tìm, rất là hốt hoảng. Khúc này là phía ngoài rìa của rừng á, cho nên là cũng có nhà rồi nè. Khúc này chắc là sắp đi ra rồi. Đây. Mình cảm thấy bên này á, người ta vẫn giữ được rất là nhiều cái thứ mà kiểu là tự nhiên á. Cái này là mình đi ra đến cái lối ra rồi. Lúc nãy thì mình đi phía bên kia kìa. Bây giờ mình sẽ lại đi ra cái phía này rồi. Mình quay cái từ đằng xa. Giống như vậy nè. Nhìn kiểu nó thấy nó rất là trong lành, bình yên luôn á. Với lại kiểu rất là thiên nhiên á. Mình cảm thấy là ở đây á, đời sống tinh thần của người ta rất là cao luôn á. Tức là người ta enjoy cái cuộc sống, cảm thấy người ta sống rất là kiểu sống chậm á, để giống như thưởng thức á, chứ không phải là vội vã. Kiểu người ta đi làm về cũng sớm, tầm 4:30-5 giờ thì mình thấy là đã về rồi. Xong rồi cuối tuần thì người ta sẽ đi công viên, dắt chó đi dạo. Hầu như ở đây á, ai cũng có chó luôn á. Chỉ trừ những người chắc là nếu mà ở đây á, mà giống như nhà thuê á, mà mình không phải là nhà của mình á, thì mình sẽ không có được, có thể là không được nuôi. Mình thấy thường là vậy, người ta sẽ không cho nuôi. Thì ở ngoài rìa nó có, nhưng mà trước khi đi vô rừng thì nó có cái chỗ giống như là cái chỗ vui chơi cho trẻ con á. Bây giờ thì tụi mình đã đi dạo xong rồi, chắc là tụi mình sẽ đi về thôi. Rất là may mắn là trời nó không có mưa nên là không có bị lạnh lắm.
go underneath the thing? Won't it go above the door? Here? Oh yeah. Unless it'll fit on there now. Oh, that looks like that. Oh, that looks like those. Oh, that's really good actually. Oh, that's really good. Oh, right. Don't let that flop off. No, well, does it look alright? Yeah, well, you've been holding it all night. Oh, numerous times trying to kiss her, she will say no. I know, bit double standards. Is there anyone that don't want any? I'll have a sliver. Can I just have a dead thin bit, please? Yeah, what bit do you want? How much do you want? Just a tiny bit more. Bọn mình mới ăn tối xong ở nhà ba mẹ bạn mình rồi. Để ý để hôm nay là celebrate Father's Day. But mà thực ra có tí là nếu mà hôm nay không là Father's Day thì cuối tuần mình cũng hay ăn tối ở nhà ba mẹ của mình á. Thì bây giờ tụi mình đang đi bộ về nhà, tại vì nhà tụi mình cũng ở gần á. Bây giờ là hơn 7 giờ rồi nhưng mà trời vẫn rất là sáng luôn, cũng hơi lạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.